Và chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ là bài số 53. Số lượng tiền gỗ mà sử dụng đóng thuyền có thể được trong một tháng. Câu bảng phân tần suất như sau. Câu thứ nhất, số thuyền có khả năng nhiều nhất mà xưởng đó có thể đóng được là vào cho tháng tới là bao nhiêu? Giả sử việc đóng thuyền chi phí cố định là 25 triệu đồng và chi phí bổ sung mỗi con thuyền là 15 triệu đồng, hãy tìm chi phí bình quân hàng tháng của xưởng đó. Thế thì cái câu thứ nhất là người ta bảo là số có khả năng nhất, tức là chúng ta phải hiểu là số khả năng nhất là cái số mà nó có xác suất xảy ra lớn nhất. Thì là mình nhìn là mình đã biết rồi, đó chính là cái con này, xác suất xảy ra lớn nhất thì như vậy là x bằng 4, đúng chưa? Câu nhất là cái sau. Ồ, dễ thôi, dễ thế thật. Tiếp tục đề bài bảo là trong chi phí cố định là 25 triệu, kể cả mình không đóng một chiếc nào vẫn tốn 25 triệu. Cho nên nếu như mình gọi y là biến ngẫu nhiên, chỉ chi phí của cái phân xưởng này thì chúng ta sẽ có là y cố định là 25 triệu, không sản xuất gì cũng là 25 triệu, sản xuất một thuyền thì là mất 15 triệu, hai thuyền là 30 triệu, như vậy là x thuyền sẽ là 15x. Đấy. Sau đó áp dụng công thức E của AX cộng với B thì là E của AX cộng với E của B. A E của X cộng với B. Đấy. Còn kỳ vọng sigma bình của cái này thì nó chính là bằng A bình sigma bình của X. Có hai công thức này để sử dụng. Cái này để viết đọc rồi. Như vậy đề bài chúng ta hỏi là chi phí bình quân. Chi phí bình quân chính là EI. E của 15 25 cộng với 15x kỳ vọng của một tổng, tổng kỳ vọng. E của 25 này bằng 25, E của x bằng x cộng E 15 EX. Thế như vậy bài toán quy về thực chất là nó đi tính kỳ vọng của x thì lại tính giống như bài trên. Em tự tính nốt. Tự tính nốt. Cái dạng bài tiếp theo là khi dữ liệu cho dưới một phân phối thường gặp ta phải nhớ được 6 công thức sau đây. 6 công thức sau đây. Thứ nhất là xác suất để x lớn hơn a chính là bằng 1 trừ đi p của x nhỏ hơn bằng a. P của x lớn hơn bằng a thì sẽ bằng 1 trừ đi p của x nhỏ hơn a. Thứ ba là p của x lớn hơn a nhỏ hơn b. Chúng ta giữ nguyên cái bên phải. Px nhỏ hơn b. Còn bên trái đảo ngược lại, cái con này bên trái là a nhỏ hơn x, tức là x lớn hơn a. Đấy, ngược lại, x nhỏ bằng a. Nôm na giải thích và ký hiệu của nó như thế này. Đây chính là cái xác suất x thuộc của a đến b. Thì có phải là bằng cái từ đây đến đây trừ đi thằng từ đây đến đây thì nó sẽ ra cái phần này. Tương tự như vậy, các em phải viết ra thì x lớn hơn bằng a nhỏ hơn b thì nó bằng cái gì? Px lớn hơn a nhỏ hơn bằng b tính bằng cái gì?
Cuối cùng là P có X lớn hơn bằng A, nhỏ hơn bằng B tính bằng cái gì? Để mình viết nốt 6 công thức này, mình bắt buộc phải thuộc lòng. Đã xong. Bây giờ thì mình sẽ tiếp cận với hai phân phối là phân phối nhị thức và phân phối chuẩn. Sáu công thức trên đã được máy lại cho nó gọn gàng, cho nó đẹp. Sau đây thì chúng ta sẽ sang phần phân phối nhị thức. Lấy ví dụ như thế này. Giả sử tỷ lệ người dân bị bệnh về mắt ở khu phố A là 35%. Ta chọn ngẫu nhiên 10 người dân ở khu phố A. X là biến ngẫu nhiên chỉ số người. Bây giờ không là biến cố nhé, đây là biến ngẫu nhiên vì nó thay đổi giá trị mà, nó có thể bằng 1, 2, 3, cho nên không thể gọi biến cố như vừa nãy nữa. X là biến ngẫu nhiên chỉ số người bị bệnh về mắt trong số 10 người chọn ra. Câu hỏi thứ nhất, X cộng theo phân phối nào? Thế khi đề bài mà nói tỷ lệ bị bệnh về mắt, bị bệnh về mũi, tỷ lệ sử dụng điện thoại trong giờ học, tỷ lệ đi học muộn vân vân, thì điều đó gắn liền với lại mà không gắn liền với số lượng bao nhiêu người, cái câu về sau mà cứ chọn ngẫu nhiên bao nhiêu người ấy, thì là nó sẽ là phân phối nhị thức. Thì x ở đây tuân theo phân phối nhị thức với n là bằng lấy ra bao nhiêu người thì n bằng bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu thì tương ứng với con p, như vậy là n bằng 10 và p thì bằng 0,35. Như vậy là x nó sẽ tuân theo phân phối nhị thức là nó là binomial, tức là nhị là hai. À, như vậy chúng ta sẽ được là đây là bằng ký hiệu.
Câu hỏi thứ hai, tính kỳ vọng phương sai và độ lệch chuẩn của x. Bình thường là mình phải tính theo công thức ở bài ví dụ trong tiết trước ấy, là sigma của xi nhân pi ấy, là kỳ vọng. Nhưng người ta đã chứng minh được đối với phân phối nhị thức thì nó siêu dễ thương, đó là kỳ vọng ex thì bằng n nhân p. Đấy, còn phương sai thì n nhân p nhân 1 trừ p, và độ lệch chuẩn căn 2 của nó. Cho nên chúng ta thay vào công thức là tính rất dễ. N nhân p tức là 10 nhân với 0,35 là bằng 3,5. Tương tự như vậy, phương sai n nhân p nhân 1 trừ p là 10 nhân với 0,35 nhân với 1 trừ 0,35. Kết quả 2,225. Phương sai thì xong, độ lệch chuẩn thì là căn bậc 2 của phương sai là SQRT. Câu hỏi thứ ba, lập hàm xác suất của x. Xin mời. Đừng để cơ hội vượt qua môn này trôi đi mất vì những cái tin nhắn. Úi giời, gì đấy? Mệt quá à? Mệt quá không học, về quê lấy chồng. Về quê bây giờ nó có ra điều kiện là bắt buộc phải học xong xác suất mới được lấy chồng. Chết sợ. Hàm xác suất thì thực ra là các em học trong giờ lý thuyết rồi, nó không công thức. Tuy nhiên là trong cái phần mềm này thì nó có thể hỗ trợ chúng ta được. Nhị thức ấy, thì nó là binomial và chúng ta sử dụng trong cái này thì chúng ta làm như này, chúng ta sẽ sử dụng một trong bốn hàm d p Q. D là tính xác suất tại một điểm, là thường gắn liền với dấu bằng. Xác suất lớn hơn là bằng, nhỏ hơn là bằng, lớn hơn vân vân. Còn Q là hàm tra ngược và R là hàm mô phỏng random, là lấy mẫu ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta ghép với một cái hàm mà chúng ta đang học, ví dụ như đây đang là phân phối nhị thức chẳng hạn. Nhị thức thì nó viết tắt là bino, thế còn chốc nữa thì nó phân phối chuẩn thì là normal, là normal. Ghép vào đây. Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ một trong bốn từ khóa. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta cần đối với phân phối nhị thức đúng không, chúng ta sẽ gõ hỏi chấm bi, hỏi chấm d bino, enter một phát và nhìn sang bên phải. Đấy. Thế là nó ra cả lời nhỉ? Hướng dẫn là chi tiết này. Phân phối nhị thức mô tả và nó chỗ nó có chỗ nào ở chấm chấm này, mặc định true để false. Vậy thì xác suất để x nhỏ hơn là bằng x nhỏ, còn ngược lại thì lớn hơn, và đây chính là công thức. Và chúng ta cứ nhìn cái này là chúng ta chép ra là xong, nhìn thấy chưa, đấy chính là công thức của nó, đấy là hàm phân phối xác suất của nó. Px và hàm xác suất của nó, Px bằng x lớn x nhỏ bằng cái này là số tổ hợp chập x của n là phần tử nhân p mũ x nhân với 1 trừ p tất cả n trừ x. Có nghĩa là chúng ta không mất công nhớ, chúng ta chỉ cần nhớ được cái cách tra ra. Thế là xong, thật dễ dàng. Đấy, thấy chưa? Chát lắm mà nó gọi điện, lại không học được. Nghe đi, thầy không muốn vì thầy và môn xác suất mà hai đứa chia tay. Chúng ta thấy được đại gia
nó chính là cái phần chỗ này nó đang tô màu ấy. Nó viết lại ký hiệu thông thường thôi. Có hai cách viết P, PX thủ xuống dưới bằng X nhỏ này, hoặc là viết như này, tùy giáo viên nhé, như nhau thôi. Đây là công thức tổng quát nhìn ở trong máy vừa lấy ra đúng chưa, nhưng mà nó viết chữ N nó lộn lên trên và chữ X nó lộn lên dưới. Bọn nước ngoài, người nước ngoài là hay viết kiểu đấy. Nhưng mà mình ký hiệu đây, chữ C là chữ tắt của chữ combinat, tức là tổ hợp chập X của N phần tử nhân với P mũ X nhân với 1 trừ P tất cả mũ N chữ X, thì lắp vào đây nó ra công thức này. X chạy từ 0, 1, 2 cho đến 10. Câu 1.4. Tính xác suất để có đúng 3 trong 10 người bị bệnh về mắt. Chúng ta hiểu thế nào về đúng 3 người? Khi làm bài tập ở phần này, tính xác suất để có đúng 3 người yêu em. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là đúng là như thế nào. Bao giờ chúng ta cũng phải đặt trên bàn cân. Ở đây nó nói đúng ba, nó ba ba bằng ba, nhỏ hơn ba, lớn hơn ba, nhỏ hơn bằng ba, lớn hơn bằng ba. Bao giờ chúng ta cũng phải lăn tăn trong năm cái này, thì theo chúng ta là cái nào? Cái đầu tiên là đây gì, trên đây á, đây á. Đúng, đúng ba người, đúng chính là bằng. Như vậy là cái đầu tiên, mà đây là dấu bằng cho nên chúng ta phải dùng hàm. Chữ đà vừa nói rồi, chữ đà là dấu bằng. Như vậy chúng ta sẽ dùng là debinom mở ngoặc 3,n bằng à, ở đây trong phải nó bị sai, bằng 10 và rốt bằng 0.35 đóng ngoặc. Đấy, xác suất để có đúng 3 người yêu em, à quên, có đúng 3 người bị bệnh về mắt đi trên. Rất kỳ lạ, hỏi toán thì không trả lời được, nhưng mà hỏi xác suất để có 3 người yêu em mà phát trả lời được ngay. Có đúng 3 người, tất nhiên chúng ta có thể viết tắt, nhưng mà tốt hết là nên viết đủ để cho nó nhớ được mãi mãi. Xác suất để có đúng 3 trong 10 người được chọn ra bị bệnh về mắt. Tiếp tục, tính xác suất để có nhiều nhất 7 trong 10 người bị bệnh về mắt. Ôi, đã làm gì đã thi xong môn này đâu mà đi tìm đường đi du lịch, bao giờ được thi môn này đã rồi mới đi tìm đường đi. Xác suất để có đúng 3 trong 10, à, quên, nhiều nhất 10, 7 trong 10 người, nhiều nhất là thế nào? Bây giờ chúng ta đi phỏng vấn, người ta bảo là với cái trình độ của em về xác suất kém như thế này thì anh có thể trả lời. Em
nhiều nhất là 7 triệu một tháng. Nhiều nhất là thế nào? Đấy, quy về tiền phát nhớ ngay. Tức là nhỏ hơn được bằng 7 đúng không? Nhỏ hơn được bằng 7. Đấy, chúng ta có thể dùng lệnh sau đây. P binom 7 sai bằng 10 prop bằng 0.35. Đấy là cách làm số 1. Cách làm số 2 là chúng ta có thể làm như này, chúng ta biết rằng là nhỏ hơn là bằng 7 đấy. Vậy x nhỏ hơn là bằng 7 thì nó có thể là của x bằng 0 cộng px bằng 1 cộng 3 chấm cộng với px bằng 7 có đúng không? Tức là có thể là 0 người, 1 người, 2 người, 3 người đến 7 người cũng không đâu. Các cái trường hợp này nó không xảy ra cùng một lúc, cho nên là xác suất của tổng xác suất vì có dấu cộng cho nên chúng ta liên tưởng đến lệnh sum. Vì có dấu bằng cho nên chúng ta liên tưởng đến hàm đề binom 0 2.7, tức là chạy từ 0 đến 7 đấy. Sai bằng 10 và rốt bằng 0.35. Mở ngoặc bao nhiêu lần, đóng ngoặc bấy nhiêu lần. Bạn nào gõ nhanh xem cái này có đáp số giống như trên không.
Như vậy là xác suất để có trên 7 người bị bệnh về mắt, trên 7 là PX lớn hơn 7. Như vậy là tính đổi bằng công thức như này. Đúng chưa? Đây là cách 1. Được chưa nào? Cách thứ hai là cái này. Cách này chỉ có trong phần mềm R thôi. Thêm cái chữ lower bằng phụ. Bây giờ chúng ta xem nhé. 1 trừ đi xem có đúng bằng hay không. Được chết. Giống nhau chưa? Đây là cách thứ hai. Và cách thứ ba là giống như vừa nãy, tức là chúng ta nó bảo là lớn hơn 7 mà, cho nên nó sẽ 8, 9, 10 đúng không? Cho nên lệnh thứ ba, cách thứ ba là lệnh xong, chạy từ 8 đến 10, 8 2 chấm 10. Ô thì chết rồi, lộn là D nào. Ôi thì chết rồi, ba cái đa số giống nhau hết. Ba cách thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì thì thôi, ba lệnh đều đúng hết, đều ra đáp số giống nhau. Tiếp tục. Xác suất để có tối thiểu 6 người bị bệnh về mắt, được chưa nhỉ? À, tối thiểu là lớn hơn hoặc bằng. Cho nên cái cách làm thứ nhất là chúng ta sẽ là chuyển 1 trừ đi px nhỏ hơn 6. Nhà tôi có dưới 6 người. Dưới 6 tức là thế nào? Dưới 6 tức là 5 đổ xuống. Cuống cuống ngồi bên cạnh làm cho cô gái cuống lên chết rồi. Chả làm gì nhưng mà một người khác giới ngồi bên cạnh bao giờ nó cũng phải khác, đấy là tâm lý chung, nhất là một người con gái mà ít khi có người con trai nào ngồi bên cạnh. Chúng ta cũng có thể dùng lệnh sum, trong sum d binôm chạy từ 6 đến 10, 6 2 chấm 10, đa số không khác gì cái trên. Đấy là cách thứ hai. Còn cách thứ ba nữa là x lớn hơn bằng 6, tức là x lớn hơn 5. Như vậy chúng ta sẽ dùng p binôm 5 sai bằng 10, probe bằng 0.35, xong là lower bằng phụ, đáp số không khác gì. Khủng khiếp quá. Không nghe kỹ các phương pháp rồi đến lúc sau này người ta hỏi những cái câu anh không biết các phương pháp khác nhau là anh hỏng. Căng thẳng lắm. Học hành căng thẳng hay thôi. Không học nữa, về quê lấy chồng. Nghe mới chết già. Bây giờ bài hỏi tiếp câu thứ 8. Câu thứ 8 là tính xác suất để 3 đến 7 người bị bệnh về mắt.
từ 3 đến 7. Xác suất từ 3 đến 7, từ 3 đến 7 tức là x lớn bằng 3 nhỏ bằng 7. Thì chúng ta sẽ dùng là p của x lớn bằng 3 nhỏ bằng 7 áp dụng một trong 6 công thức thầy giáo vừa dạy ở trên. Thì sẽ bằng px nhỏ hơn bằng 7 trừ đi px nhỏ hơn 3. Như vậy là như này, nhỏ hơn 3 tức là nhỏ hơn bằng 2. Như vậy công thức tính như trên. Ngoài ra chúng ta có thể đề bài cho bảo cho lớn bằng 3. Từ 3 đến 7 có thể dùng lệnh sum dbinom, nhớ là chữ d là ký hiệu xác suất tính tại một điểm, chữ p là dấu nhỏ hơn bằng. Đã xong, ngon lành, tiếp tục lập bảng xác suất của x. Lập bảng xác suất của x thì chúng ta sẽ thực hiện lập bảng, nhưng mà vì cái này nó gồm 11 giá trị tất cả, nó hơi to cho nên là chúng ta có thể ghi trên một dòng nó không hết. Thì chúng ta cho x ở đây nó chạy từ 0 cho đến 10. Gõ cái lệnh này nó sẽ ra thôi, dbinom x hoặc là dbinom 0 2.10, nó sẽ ra hết cả lò nhà nó, mình chỉ việc còn lại là điền vào bảng. Điền vào bảng đừng có điền làm tròn. Vấn đề còn lại là chúng ta điền số vào thôi. Cái này mà người ta hỏi câu hỏi xác suất, hỏi câu hỏi trắc nghiệm thì người ta có thể điền quyết một chỗ giá trị nào đấy, mình phải điền vào. Được chưa? Thì gõ một lệnh xong cũng được, là dbinom mở ngoặc 0 2.10 phải sai bằng 10 và rốt phải và rốt bằng 0.35. Đóng ngoặc enter phát là xong. Sau đó nhiệm vụ của em là viết vào. Câu 10, tính số có khả năng nhất. Câu hỏi số 10, tính số có khả năng nhất. Tính số có khả năng nhất. Gì? Okay. Thầy và xong cả phòng là xong. Xong cả phòng. Tốt quá, chúc mừng.
Ở trung ương. Số khả năng nhất là cái số mà nó có xác suất xảy ra lớn nhất. Câu hỏi này chỉ gắn liền với phân phối dài dài. Thì chúng ta thấy ở trên này thì cái con mà có xác suất lớn nhất đây đây đấy, đây này. Từ bảng trên chúng ta có thể trả lời được luôn là hoặc sử dụng một cái hàm, một trong các hàm là x chấm max hoặc là max, thấy giá trị x bằng 3 đạt giá trị xác suất lớn nhất, vậy số khả năng nhất là 3. Câu 10 xong. Trong khi đó lệnh tìm vị trí thứ mấy đạt giá trị lớn nhất lại do kết quả là 4. Các bạn trả lời tại sao lại ra kết quả là 4. Trong khi đáp số x bằng 3. Tại sao dùng phần mềm nó lại ra bằng 4? Bởi vì số đầu tiên là ứng với x bằng 0. 0 1 2 3 chả vị trí thứ tư đấy còn gì nữa. 0 1 2 3. Đúng chưa nào? Nếu dùng hàm phải biết tỉnh táo lùi lại một nữa. Là ứng với x bằng 3 chứ không phải x bằng 4. Cẩn thận không có lúc nhầm đừng có kêu. Sau đó chúng ta có thể dùng lệnh tìm giá trị của biến ngẫu nhiên xác suất lớn nhất là x mở ngoặc vuông 4 đóng ngoặc. Bài tập tương tự cho chúng ta. Cái tập bài này đã được gửi ở trên nhóm hội cựu học sinh sinh viên của thầy Nhâm Ngọc Tần. Em có thể về đó mà đào về mà tập làm. Đừng cười, đến lúc làm bài kiểm tra không làm được lại bỏ tại thầy không bảo. Quy ở trong hàm này hàm tra ngược nó ở hàm liên tục cơ, cái này không dùng. Hàm liên tục phải dùng. Hàm random là mẫu mô phỏng thì trong bộ chương trình chúng ta không học. Hàm quy sang bài sau, hàm phân phối chuẩn thì sẽ học. À, các em thân mến, như vậy bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau. Tuần sau chúng ta sẽ vừa học và vừa kiểm tra. Yêu cầu bắt buộc là phải có thẻ sinh viên. Nó nghỉ nhé.